Rồi chào các em nha Bây giờ mình vô bài giảng cuối cùng của chương à, Đại cương hữu cơ ha Là bài giảng tách và tinh chế hợp chất hữu cơ Thuộc khóa học online nền tảng khóa 11 Tại tự học hóa.vn Thầy là Lâm Mạnh Cường ha Thật ra bài giảng này thì sách giáo khoa của mình để ở cho bài số 2 của chương, còn thầy giờ xuống cuối cùng. Tại vì thầy nghĩ là học xong cái phần công thức phân tử, công thức cấu tạo đi, để mình có cái nhìn tổng quát về hợp chất hữu cơ rồi bắt đầu mình đi tách và tinh chế thì nó sẽ hợp lý hơn nha cái tựa bài hôm nay nó gồm là tách và tinh chế thì các em phải hiểu rõ thế nào tách thế nào là tinh chế tách giống như là mình chia ra ví dụ như trong một cái hỗn hợp nó có hai chất ab nó trộn lẫn vào nhau thì mình làm một phương pháp gì đó có nhiều phương pháp học trong bài hôm nay thì nó sẽ cái những cái phương pháp nó sẽ tách riêng hai chất này ra được không? trong thực tế thì có thể tách ra giữa ba chất giữa bốn chất giữa một chục chất với nhau ra được chưa? Nhưng mà bài hôm nay thì chủ yếu mình sẽ tách ít thôi, khoảng là hai ba chất thôi. Được chưa? Để mình hiểu cái nguyên lý của từng cái phương pháp. Được chưa? Còn tinh chế là sao? Ví dụ như mình có muối ăn đi, muối ăn nó có lẫn một đống các cái loại muối khác, giống như muối của magnesium, muối của calcium, muối của potassium mà mình muốn tách riêng NaCl ra thôi. Mình hiểu muối ăn phần lớn là NaCl đúng không? Nhưng mà chưa phải nhiều, ví dụ nó mới 90% thôi. Người ta muốn tách cho nó hiện nào lên được 95% NaCl, tức là bỏ bớt 5% tạp chất đi, được không? thì cái quá trình mà làm cho cái chất chính là mình biết chất đó nó có nhiều trong hỗn hợp nhưng mà làm sao cho cái chất đó nó lên phần trăm nhiều nhất có thể đó là quá trình tinh chế thôi kem đó, đó là hai cái khái niệm khác nhau nha tách và tinh chế là khác nhau chứ không phải giống nha rồi phương pháp đầu tiên là phương pháp chiết nè đây là cái bộ dụng cụ của phương pháp chiết ha kem điền vào cái hình này trước nha về các cái dụng cụ trước nha đây là phễu chiết nè ở miền nam thì thường dùng là tự bình lóng cũng được ha thì nó, nó như nhau cả thôi ha nhưng mà chữ phễu chiếc thì dùng phổ biến hơn trên hệ giữ là ở đây rồi phễu chiếc thì nó sẽ thường bỏ vào trong đó là hai chất lỏng có những trường hợp ba chất lỏng cũng được nha các em nhưng mà đa số là hai chất lỏng thì chất lỏng bên trên nó sẽ nhẹ hơn đúng không chất lỏng bên dưới nó sẽ nặng hơn thường á nha thì bên dưới nó sẽ là lớp nước thường thôi nha tại vì thực ra có những cái dung môi hữu cơ nó nặng hơn nước thì nó nằm bên dưới quan trọng là cái tỷ tỷ khối đó. không có tỷ khối mà là à, khối lượng riêng đó, đúng không? cái khối lượng riêng thì thường là nước nó sẽ nặng còn hợp dung môi hữu cơ đó, dung môi hữu cơ nó sẽ nhẹ hơn thường nữa nha ví dụ như là hexa là xăng dầu rồi những cái este nó những cái dung môi như là ethyl acetate thì nó sẽ nằm bên trên nó nhẹ nó nằm bên trên của nước nhưng có những cái dung môi nặng ví dụ như tetrachlorometan đi ccl4 đó nó sẽ nặng hơn nước cho nên nó nằm bên dưới nước nước bên trên ha tùy nha vấn đề là hai cái dung môi này nó phải không hòa tan vào nhau rồi còn cái chỗ lớp ở giữa của hai dung môi này nè gọi là mặt phân cách thôi các em. các em. điền vào đây nha. Để sau này mình làm bài tập á. Đây là mặt phân cách. Mặt phân cách tức là một cái phần giao nhau của hai cái chất lỏng này. Mình nhìn bằng mắt thường mình thấy được luôn nha. Có thể là hai chất lỏng nó không màu. Nhưng mà cái ánh sáng đi qua trong từng cái nó khuếch tán khác nhau. Cho nên mình nhìn thấy được một cái lớp mờ mờ ở giữa được chưa các em. Thậm chí là hai cái dung môi này có khi nó còn khác màu nhau nữa. Khi mà nó những cái chất nó ưu tiên nó tan trong cái dung môi nào hơn thì cái màu sắc nó sẽ khác đúng chưa rồi đó là cái phần giao nhau nói chung là cái ranh giới giữa hai chất lỏng thì đó là mặt phân cách nha rồi cái phễu chiếc ấy, nó có một cái bộ khóa này nè cái này gọi là cái van cái khóa để người ta có thể vặn người ta có thể mở cho người ta cho phép chất lỏng đi qua hoặc không người chơi em cái van này nó có ý nghĩa như vậy ha thì đương nhiên là cái lớp bên dưới nó sẽ đi ra đầu tiên rồi đúng không ví dụ mình đổ như vậy thì cái lớp nước nó sẽ đi ra đầu tiên rồi chưa sau khi tới cái mặt phân cách nó vừa cái mặt phân cách nó rồi nó đi xuống dưới đây tới ngay mặt phân cách ngay tới chỗ này nè người ta sẽ khóa van lại rồi người ta thay cái bình dưới này ra ha bình dưới này gọi là bình hứng nha kem đó khi mà ta lấy hết cái phần màu vàng ra rồi người ta sẽ thay một cái bình hứng khác vào đây người ta lấy tiếp cái phần màu cam vậy lúc đó vàng và cam nó sẽ tách riêng ra khỏi nhau đó là quá trình tách hai chất lỏng thôi kem nhưng mà phương pháp này cũng có thể dùng để tách cái hợp chất nằm bên trong cái chất lỏng này nữa ví dụ như trong nước nó có một cái chất a và chất b với nhau đi trong đó cái chất a nó có đặc điểm là nó tan trong cả dung môi hữu cơ và trong nước chất b thì nó không tan trong dung môi hữu cơ bây giờ muốn tắt cái chất a ra khỏi hỗn hợp đang chứa đồng thời chất a và chất b thì người ta cho lớp hữu cơ vào thì a từ từ nó sẽ đi lên bên hữu cơ thôi nhưng mà vấn đề là nó lâu thì người ta thường người ta sẽ lắc lắc cho hai cái bề mặt này nó sẽ xáo trộn lại với nhau cho chất a nó, nó sẽ tiếp xúc với chất hữu cơ nhiều hơn và nó sẽ đi lên trên a nó sẽ tan trong cả hữu cơ và trong nước trong đó a ở bên nước thì nó sẽ ít hơn, độ a nó sẽ ít hơn nhưng mà b bên nước nó sẽ nhiều hơn, nhưng mà a nó đi qua hữu cơ nhiều hơn kiểu như vậy, tại vì a nó ưu tiên tan trong dung môi hữu cơ, ví dụ như là nó là cái hợp chất kém phân cực đi, thì nó sẽ có tan trong nước nhưng mà nó tan tốt trong dung môi hữu cơ hơn, cái xác suất và nó đi vào bên trên hữu cơ nó nhiều hơn là bên trong nước, từ chơi kem, đó vậy thì a nó sẽ di chuyển dần từ bên nước đi qua bên pha hữu cơ thôi kem đó thì như vậy là người ta bắt đầu người ta mở van ra người ta đuổi đi người ta được một cái phần màu xanh phần màu phần màu cam phía bên trên đi người ta bắt đầu ta đuổi cái dung môi đi người ta cho áp suất thấp người ta lấy hết dung môi ra cho nó bay hơi đi thì cái phần chất rắn còn lại đó chính là chất a đó là cái quá trình người ta muốn tách chất a ra khỏi dung dịch chứa cả a và b người ta sử dụng phương pháp này là phương pháp chiết hay kem cụ thể đây hơn nữa là chiết lỏng lỏng tại vì đây là hai quá trình lỏng với nhau ở đây là nó lấy chất lỏng lấy một cái chất từ trong một chất lỏng khác dùng hai chất lỏng lấy chất lỏng mới tách một cái chất từ trong chất lỏng cũ ra thì đó là quá trình chiết lỏng lỏng nha các em rồi bây giờ mình vô cụ thể cái phương pháp chiết nó có những cái nguyên tắc gì ha nguyên tắc đầu tiên là dựa vào cái sự phân bố cái chất mà mình muốn tách ra nó phải phân bố tốt ở trong một trong hai thôi nha chính nó phân bố tốt trong cả hai thì đâu có tách được đúng không nó phải dựa vào sự phân bố khác nhau được chưa ở đây quan trọng là cái sự phân bố này nó phải khác nhau rồi nhưng mà hai dung môi nó phải không hòa tan vào nhau nữa ha. ở đây cái dung môi hữu cơ nếu mà mình dùng những cái chất mà nó tan trong nước đi thì hai cái dung môi này nó tan vào nhau thì lát nữa làm sao mình tách riêng ra đúng không ví dụ như ethanol với nước mà mình trộn lại với nhau mình được cái dung dịch rượu đúng không dung dịch cồn đúng không lúc đó nó có cả nước và ethanol chung với nhau là không có mặt phân cách là mình không thể nào mình vặn van để cho mình lấy từng cái dung môi ra được đúng không hai dung môi đó nó phải không hòa tan vào nhau nữa nha đó là hai nguyên tắc chính rồi sau đó mình chia làm hai loại chiếc lỏng rắn và chiếc lỏng lỏng. Chiếc lỏng lỏng là hình dạng bên này rồi được không các em? Đó mình lấy chất lỏng uh, khác để tách một cái chất từ trong chất lỏng cũ ra, được chưa? Thì đó là chiếc lỏng lỏng. Còn ngược lại chiếc lỏng rắn thì mình sẽ lấy cái chất nằm bên trong chất rắn đi ra. Ví dụ như mình có một cái bột gì đó đi, ví dụ như mình nói bột cà rốt đi, bột cà rốt thì người ta ngâm cái bột cà rốt ở trong nước thì một hồi cái nước mình sẽ chuyển màu cam đúng không? Do cái do cái chất mà tạo màu cam nó nằm bên trong cái chất rắn cà rốt đó, đó nó sẽ đi ra ngoài nước. Rồi chơi game Nó cái quá trình như vậy là quá trình Cái chất đi từ trong chất rắn ra ngoài chất lỏng Mình dùng chất lỏng để tách cái chất đó ra Thì đó là chiếc lỏng rắn thôi kem Đó ở đây là nguyên tắc là ngâm hoặc đun hỗn hợp chất rắn với dung môi thích hợp Loại bỏ phần chất rắn thu được dịch chiết Dịch chiết là cái hỗn hợp gồm chất lỏng và cái chất hòa tan trong đó gọi là dịch chiết thôi các em Rồi tiếp theo khi mà chiếc lỏng lỏng là cái hình bên này luôn nè Chiếc lỏng lỏng là mình sử dụng là dung dịch chứa chất cần phân tách cho vào biểu chiếc đầu tiên nè sau đó cho dung môi vào lắc đều để tách thành hai lớp và mở khóa vẻo chiếc để lấy từng lớp chất lỏng riêng biệt rồi dịch chiếc chứa cái chất cần phân tách nó sẽ là một trong hai thì có thể là chất a này nếu mà nó nằm nhiều trong hữu cơ mình muốn lấy chất a thì mình sẽ lấy cái phần màu cam ở trên còn nếu dự thí dụ mình muốn lấy chất b đi thì mình sẽ lấy cái phần bên dưới được chưa em thì tùy cái mục đích của mình mình hiểu cái chất mà mình cần tách nó nằm ở đâu nhiều hơn để mình chọn một trong hai cái phần này thì cái phần nào mình chọn thì nó là dịch chiếc phần còn lại là mình bỏ đi rồi ha ở đây nó cũng sẽ có dịch chiết ha. dịch chiết là cái phần dung dịch chứa cái chất mà mình cần tách chiết ra nằm bên trong đó được chưa rồi sau khi có được dịch chiết rồi thì có thể để cho nó bay hơi đi được rồi. để cho nó bay hơi đi ví dụ như là cái dịch chiết nó sẽ gồm một cái chất hữu cơ hoặc là nước đi với một cái chất mà mình cần tách nằm trong đó mình để cho nó bay hơi nước đi hoặc đun nóng cho bay hơi nước hoặc là nếu mà cái chất của mình không bền á không đun nóng thì mình dùng áp suất để mình lấy hơi nước đi hoặc lấy cái dung môi đi thì cái phần rắn còn lại sau khi mà dung môi bay hết thì chính là cái chất mình cần phân tách được chưa đó mình nói lý thuyết là như vậy nha từ từ mình vô những cái bài tập thì mình sẽ hiểu rõ hơn ví dụ như số 1 nè lúc nãy mình vừa mới nói tới cái nước ép cà rốt rồi đúng không cho nước ép cà rốt vào trong phễu chiếc thêm hết vào lắc đều rồi để yên phễu chiếc rồi nước ép cà rốt là thí dụ hình ảnh bên này đi người ta nghiền cà rốt rồi người ta ép lấy nước ra rồi chơi game tức là ban đầu nó đã là chất lỏng rồi đúng không các em nước ép cà rốt nó là chất lỏng sẵn rồi sau đó người ta mới thêm hexan vào. hexan là một cái hydrocarbon cũng là dạng lỏng thôi các em rồi để yên phễu chiếc rồi mở khóa tức là lắc đều xong rồi mới để yên nghĩa tức là mình vẽ đại một cái phễu chiếc ở đây đi cho các em hình dung nè thì nước nó sẽ nặng hơn hexan nha thì cái lớp bên dưới nó sẽ là nước nó bên dưới này nó là nước ép nè nước ép ở trên này nó sẽ là hexan nè Rồi thì cái chất ở đây người ta nói là cái chất beta carotene ở bên trong của nước ép đúng không? Ở trong trái cà rốt nó có beta carotene nó là tiền chất để tạo ra vitamin A nó nha. Thì đây thì chất beta carotene lúc đầu nó nằm trong nước ép nhưng mà nó sẽ tan tốt trong hexane hơn tại vì beta carotene nó có cái khung nó gần như là hydrocarbon vậy đó. Nó dễ tan vào trong cái dung môi kém phân cực như là hexan. Cho nên lúc đầu nó nằm nhiều bên trong nước ép nhưng mà sau khi mình bỏ hexane vào mình trộn đẹp nó sẽ ưu tiên nằm bên trên hexane hơn ha trong nước ép còn lại nó vẫn sẽ có nha tại vì beta caroten tan trong cả hai nhưng mà nó ít cho nên thầy vẽ cái chữ beta nó nhỏ thôi nó di chuyển từ bên chỗ nước ép di chuyển lên trên của hexa được chưa sau đó người ta mới mở khóa phễu chiếc để cho cái phần nước bên dưới chảy xuống hết rồi người ta bỏ phần nước này đi người ta lấy cái phần chất lỏng phía bên trên là hexane thôi rồi vì quá trình đó mình đã lấy cái chất cái tinh chất từ trong một cái chất lỏng đi ra ngoài một chất lỏng khác dựa vào cái sự phân bố khác nhau của chất đó trong hai dung môi đúng không các em vậy cách làm trên đã sử dụng phương pháp phân tách lỏng lỏng nha các em đây là phương pháp chiết lỏng lỏng viết rõ ràng ra nha các em giải thích ra thì mình sẽ nói là phương pháp này đã sử dụng hexan là một chất lỏng để lấy một cái chất khác từ bên trong chất lỏng khác đúng không à, nhưng mà nói như vậy thì nó chung chung quá vì đi vì hexan đã uh, đã tách beta caroten từ trong nước ép cũng là một chất lỏng khác đúng không? Vì chất lỏng hay xăng Đã tách chất Từ trong nước ép Từ trong nước ép Cũng là chất lỏng luôn đúng không? Đây là chất lỏng à, Tức là nói chung là hai cái chất ban đầu Nó đều là chất lỏng hết Thì nó là tách lỏng lỏng Ví dụ số 2 ngược lại nè Ngâm củ nghệ đã được nghiền nhỏ trong cồn 90 độ Củ nghệ đã nghiền nhỏ Tức là đây là chất rắn đúng không em? Cồn 90 độ là chất lỏng đúng không? Vậy đây là chiếc lỏng rắn này đó đúng không? Để cho cái tinh chất của Cucumin, đây là cái tinh chất nằm bên trong cái củ nghệ nè, đi từ trong củ nghệ đi ra ngoài cồn đúng không? Rồi, Cucumin là một cái chất mà được dùng để trị bệnh đau dạ dày đó. Lọc lấy dung dịch Cucumin trong cồn rồi loại bỏ dung môi, tức là bỏ đi cái phần Ethanol với lại nước để thu được Cucumin dạng rắn. Đó, đó là quá trình mà làm bay hơi dung môi sau khi đã tách ra rồi ha. Vậy cách làm trên đã sử dụng phương pháp là chiếc nhưng mà chiếc loại lỏng rắn nha các em. Dùng chất lỏng là cồn 90 độ đó. Lấy cái tinh chất từ bên trong chất rắn. Chất rắn này là củ nghệ nghiền nhỏ đó nha, gọi là bột nghệ. Đúng không? Rồi, như mình điền vào đây nha. Là uh, cách làm trên đã áp dụng phương pháp chiếc lỏng rắn. Vì cái chất lỏng ở đây là cồn đúng không? Vì chất lỏng cồn 90 độ. Cồn 90 độ Ờ, đã tắt cái chất từ bên trong cái bột nghệ là chất rắn thôi các em đây là chất rắn nó nói chung là tinh chất đi từ chất rắn qua chất lỏng vậy là nó sẽ là phương pháp chiết lỏng rắn còn nếu mà đi từ chất lỏng qua chất lỏng thì là chiết lỏng lỏng vậy thôi ha vậy là mình xong hai cái ví dụ đối nghịch nhau rồi đó mình qua cái phương pháp tiếp theo là phương pháp kết tinh thôi các em rồi đây là một cái hình ảnh mô tả đi ví dụ như là mình hòa tan cái lượng muối vào đây hòa tan Hòa tan cái chất rắn ha rồi hòa tan chất rắn nó ra rồi đun nóng lên nữa đây là cái đèn bu sen này nha hoặc là mình có thể hiểu nó là nguồn nhiệt ha người ta có thể thay thế bằng một cái bếp đun hoặc là một cái cồn một cái đèn cồn cũng được ha nói chung là đây là một cái nguồn nhiệt rồi, người ta đun nóng lên ha đun nóng lên đun nóng thì sao đa số các chất khi đun nóng thì nó sẽ tăng cái độ tan lên ha nó sẽ tan tốt hơn rồi, người ta đun nóng cho chứ mình hiểu là nước nóng người ta hòa tan muối nó sẽ nhiều được muối hơn là hòa tan muối vào trong nước đá đúng không nước lạnh rồi Vậy khi hòa tan vào đây thì nó sẽ hòa tan đến mức không thể hòa tan được nữa ha. Được trời dung dịch bảo hòa nha, để tạo ra cái dung dịch bảo hòa. Sau đó người ta để nguội nha các em. Người ta để nguội. Hoặc là người ta cố tình cho nó nhanh hơn một chút, người ta có thể làm lạnh, người ta để đá xung quanh rồi cho kem. để nguội hoặc là làm lạnh. Để cho cái độ tan nó giảm đi. Lúc đầu là dung dịch nó đã nó đã không thể hòa tan được nữa mà nó đang nóng nữa. Khi hạ nhiệt độ xuống thì nó đang nó đang là dung dịch bảo hòa, dung dịch rất là Uh, đậm đặc rồi mà mình còn hạ độ tan giảm độ tan của nó xuống thì nó sẽ tách ra luôn ha nó sẽ không còn tan tốt nữa mà nó tách ra thành cái chất ở dạng tinh thể thôi kem nó sẽ tạo ra các cái tinh thể chỗ này nè đây là tinh thể này nha tinh thể rắn hình thành ha nó sẽ dính lên trên thành của cái ở đây có thể là một cái bình nào đó hoặc là thực ra để trong một cái uh, ống nghiệm hay cái gì đó nó cũng có thể tách ra thành tinh thể được nha chẳng là nó cần một cái chỗ để nó bám lên thôi ha nó tạo ra cái tinh thể rắn mà tinh thể cái cấu trúc tinh thể là mình kem biết rồi học về liên kết ion rồi nó sẽ đều đều nhau điện tích dương điện tích âm đúng không và nó sẽ uh, rất là trật tự đúng không cho nên đa số trong cái, cái tinh thể là đều là tinh thể mà nó tinh khiết cái độ tinh khiết của nó cao hơn là lúc mà nó chưa ở dạng tinh thể ha các em rồi sau đó người ta mới bỏ dung môi đi để người ta thu lấy chất rắn ha các em uh, thu chất rắn đó, bỏ dung môi đi có thể là bỏ hơi nước đi để cho hơi nước bay hơi hoặc là ta đổ cái này đi ta đổ nước ra ngoài hoặc là ta, người ta có thể đổ một cái dung môi này nó đi ra khỏi đây đó thì cái quá trình từ đầu tới cuối như vậy là người quá trình tinh chế tinh chế từ một cái ban đầu này ví dụ đây là NaCl đi cuối cùng đây vẫn là NaCl nhưng mà NaCl bên này nó không tinh khiết không? sau khi người ta kết tinh lại lần nữa nó sẽ tinh khiết hơn cái phần trăm NaCl nó sẽ nhiều hơn ban đầu các em rồi Phương pháp kết đó nói chung là một, đây là một dạng phương pháp kết tinh nha, nó có nhiều dạng khác nữa. Phương pháp kết tinh dựa vào độ tan, nó quan trọng nhất là cái chữ độ tan nè. Lúc nãy là phương pháp chiết là nó dựa vào cái sự phân bố, đúng không? tức là cái khả năng tan trong cả hai nó sẽ khác biệt nhau, dựa vào sự phân bố khác nhau trong các cái dung môi. Còn bây giờ là phương pháp kết tinh là dựa vào cái độ hòa tan, và sự thay đổi của độ tan theo nhiệt độ và loại dung môi. Chủ yếu trong chương trình mình chỉ gặp nhiệt độ thôi, còn loại dung môi thì thực ra trong chương trình này chưa thấy bài nào cả nhưng mà sau này có thể các em sẽ gặp sau nha ở đây thì thầy đã từng làm cái kiểu mà thay đổi loại dung môi rồi ví dụ như lúc đầu mình thầy đang có một cái chất a trong nước đi thầy muốn tách cái chất a đó ra thầy sẽ giảm độ phân cực của dung môi bằng cách là thầy thêm một cái tan được trong nước ví dụ như ta thêm vô ethanol để lúc đó cái dung môi của mình không phải là nước nữa mà dung môi lúc đó nó sẽ là hỗn hợp của nước và ethanol tức là cái điều kiện hòa tan bị thay đổi thì cái chất ở trong đó nó sẽ khó tan hơn và đó nó sẽ không nằm trong dung dịch nữa mà nó tách ra ở dạng rắn ở dạng tinh thể lúc đó thầy lưu thầy thu lấy cái tinh thể đó nó sẽ làm cái chất tinh khiết rồi cho em đó là một cái cách khác nha nhưng mà cách đó thì nó hơi khó chủ yếu mình nói về nhiệt độ thôi hạ nhiệt độ xuống là mình hiểu là nó sẽ tan kém hơn và nó sẽ tách ra khỏi cái dung dịch đang bảo hòa được không rồi một dung dịch chứa chất tan với nồng độ tối đa được gọi là dung dịch bảo hòa nha khi mà bị thay đổi điều kiện hòa tan ví dụ như thay đổi độ phân cực của dung môn thì mới nói lúc nãy đúng không hoặc là dễ hơn là thay đổi về mặt nhiệt độ thì cái độ tan của chất đó sẽ giảm đi ha độ tan của chất đó sẽ giảm lúc đầu là nó đang tan ở ví dụ ta tan 50 50 gram trong 100 gram nước đi thì một hồi giảm nhiệt độ xuống thì cái không phải tan 50 gram nữa mà nó chỉ tan được 20 gram thôi vậy là 30 gram nó tách ra khỏi cái dung dịch ban đầu dung dịch bảo hòa được không kem đó cái sự giảm độ tan như vậy làm cho cái chất đó tách ra ha rồi quan trọng nhất cái từ khóa ở đây là từ độ tan nha kem rồi mình vô thử một cái ví dụ nè cái ví, ví dụ đây là quá trình mà tạo ra tinh thể đường mía từ cái mía người ta ép lấy nước mía thôi kem nước mía thì các em biết nó rất là nhiều chất trong đó ngoài cái đường ra nó còn muối quán trong đó nó còn nhiều cái cái vitamin trong đó nữa đúng không rồi khi mà người ta dùng vôi sữa để lọc bỏ tạp chất đi để được cái dung dịch đường nhưng mà lúc này vì dùng vôi tức là những cái CaO uh, caoh 2 đúng không thành phần đó là caoh 2 nó sẽ tạo ra cái cái muối calcium của ca hai cộng trong đó ha thì người ta sẽ qua một quá trình loại bỏ ca 3 ra thì được một cái dung dịch đường mà lúc này nó đang còn màu, tức là vẫn còn lẫn tạp chất trong đó. Rồi người ta dùng SO2 để tẩy cái màu đi, để cho thành đường trắng đi, đó. Rồi, sau đó thì sẽ được cái dung dịch đường không màu, rồi người ta sẽ cô đặc, tức là người ta đun cho nó bay hơi nước đi. Mà cái biết rồi, nước càng nhiều thì đường nó càng tan càng tốt. Khi mà bay bớt hơi nước đi thì cái đường nó sẽ khó tan hơn. Lúc đó thì nó sẽ tách ra khỏi cái dung dịch ra được, không? nó tách ra ở dạng tinh thể được cái viên đường mà các em ăn á, thì đó chính là đường dạng tinh thể đó các nó là tinh thể đường đó nó sẽ tách ra làm đường kính ha và cái nước rỉ đường cái phần lỏng còn lại chính là nước rỉ đường ha người ta hỏi mình ở đây là phương pháp kết tinh đã được sử dụng ở công đoạn nào công đoạn ở đây là công đoạn cô đặt để nguội này đúng không cô đặt để nguội là làm thay đổi nhiệt độ này đúng không thay khi mà thay đổi nhiệt độ lúc đầu dung dịch đường đang nóng nó vẫn là một cái chất lỏng không không chất rắn gì hết nhưng một hồi để nguội nó lúc đầu đang đỡ 60 độ c để nó xuống khoảng 25 độ c đó là bắt đầu là cái cái độ tan của đường nó sẽ kém trong nước hơn đúng không vì lúc đó nó sẽ không còn tan nhiều nữa cái phần mà chênh lệch đi á nó sẽ tách ra ở dạng chất rắn ha ở dạng đường kính đây là dạng tinh thể nha các em đây là tinh thể đường đây là tinh thể đường còn nước rỉ đường á tức là cái phần còn lại vẫn là dung dịch đường thôi nhưng mà nó sẽ đậm đặc ha đây là dung dịch bảo hòa nha các em đây là dung dịch bảo hòa của đường này được không các em rồi Kem điền ở đây là phương pháp cái tinh được sử dụng ở trong công đoạn cô đặc để nguội nha kem. Hoặc là mình nói là công đoạn cuối cho nhanh ha. Cô đặc để nguội. chưa? Sau khi cô đặc để nguội xong nó sẽ ra được chất rắn và cả chất lỏng. Lúc đó người ta mới lọc, người ta bỏ phần chất lỏng đi lấy phần chất rắn rồi ha. Đó, vậy là quan trọng là giai đoạn cuối cùng người ta thu được cái đường kính, đường đó người ta gọi là đường tinh luyện hay kem. Rồi, vậy là mình xong ví dụ số 3. Đây là một cái ví dụ về uh, trong thực tế người ta tách cái chất hữu cơ. Ở đây đường nó cũng là một hợp chất hữu cơ thôi. Tách ra khỏi cái nước mía thôi các em. Cái quá trình giai đoạn cuối cùng là quá trình uh, sử dụng phương pháp kết tinh được cho các em. Kết tinh thành tinh thể đường. Rồi, bây giờ mình qua tiếp cái ví dụ số 4 nè. Độ tan trong 100 gram nước của monosodium glutamate. Đây là thành phần của bột ngọt này các em. hay ở miền Bắc còn gọi là mì chính đó ở uh, 8 ở 60 độ C là 112 g, còn ở 25 độ C là có 74 g thôi. Tính khối lượng monosodium glutamate kết tinh khi làm nguội 212 g dung dịch bảo hòa ở 60 độ C xuống còn 20 độ C. thì vấn đề là 212 g dung dịch bảo hòa này chứa cái gì được không các em? Rồi bây giờ mình phải viết như thế này trước nè, ở 60 độ C trước nha. Ở 60 độ C mình có cái gì cái đã? Ở 60 độ C cứ 100 g nước ha, cứ 100 g nước. Nó sẽ hòa tan được bao nhiêu. Độ tan ở 112 độ C. Ở đây ta nói là độ tan trong 100 g nước đúng không? Tức là 100 g nước ở đun lên 60 độ C thì cái nước 60 độ C đó mà đó, tan được cho một đống glu mono monosodium glutamate vô thì nó chỉ tan được tối đa là 112 gam thôi. Tức là mình sẽ biết ở đây là cứ 100 g nước hòa tan tối đa à, hòa tan được tối đa ha. tối đa 112 g. À, hòa tan tối đa 112 g monosodium. Monosodium tức là một một Na đó nha các em. glutamate. Rồi cái phần cái công thức của monosodium glutamate thì mình không cần quan tâm. cái đó lên lớp 12 mình sẽ học cái chương amino acid mình sẽ gặp lại sau. Hòa tan tối đa 11,2 g monosodium glutamate, monosodium glutamate tạo thành dung dịch Tạo thành bao nhiêu gam dung dịch 100 gam mà hòa tan 112 gam Thì nó sẽ tạo thành là 212 gam Dung dịch hòa tan tối đa mà đúng không Thì dung dịch lúc đó nó không hòa tan thêm được nữa Thì đó là dung dịch bảo hòa hay kem Dung dịch monosodium glutamate bảo hòa Rồi Tính khối lượng monosodium glutamate kết tinh Khi làm nguội dung dịch bảo hòa Từ 60 độ C xuống 20 độ C Rồi tức là nó cũng đúng là 212 gam Mà mình đang xét ở ban đầu đúng không Rồi vậy thì mình sẽ viết tiếp theo ở 20 độ C thì vẫn là 100 gram nước thôi. Đúng không? Sau khi hạ từ 60 độ C xuống 20 độ C thì nước nó đâu có bay hơi. Đúng không? Hoặc là nó có bay hơi nữa nó cũng không, không đáng kể ha. Mình cũng xét vẫn là 100 gram nước đó thì nó hòa tan tối đa được bao nhiêu ha. Hòa tan tối đa đề bài cho là 74 gram đúng không? Mono sodium. Rồi, cho nên suy ra được là sau khi hạ nhiệt độ đúng không thì vẫn là như đó nước mà nó chỉ mà tan tối đa được là 74 gram thôi vì cái phần chênh lệch là, là cái phần mà tách ra hình dạng tinh thể thôi các em rồi như thì mình sẽ suy ra được khi hạ nhiệt độ từ 60 độ C xuống 20 độ C thì cái dung dịch bảo hòa đó thì cái dung dịch monosodium glutamate bảo hòa À ở đây phải bao nhiêu gam chứ đâu thì 212 g 212 gam dung dịch monosodium glutamate bảo hòa tách ra tách ra khối lượng tinh thể tinh thể nào đúng không tinh thể mono sodium glu là bao nhiêu là lúc đầu nó có 112 gram đúng không mà nó nó cuối cùng nó chỉ tan được 74 gram thôi tức là phần không tan 74 gram tách ra đó, đó trừ lại ha là 112 trừ lại 74 đang tan thì nó còn là phần không tan là 38 gram vậy thôi ha nhưng mà ở đây là nó cho đúng cái số 100 g rồi số này nếu mà thay đổi là nó sẽ bài nó sẽ phải dùng tam suất thêm nhé còn đây là nó cho chính xác cái khối lượng mình đang xét đúng 212 trăm g mà đang xét ngay từ đầu rồi trên bài này nó còn dễ ha từ từ những cái bài mà tách ra nó sẽ khó hơn thậm chí sau này mình còn những cái bài tập mà tách ra nó còn ngậm thêm nước nữa những cái dạng bài muốn ngậm nước nó sẽ khó hơn nữa nha ở đây trong bài tập ví dụ thầy không muốn đề cập quá sâu vào trong những cái này rồi mình kết thúc cũng hết cái tin ở đây nha cái tin đường nè cái tinh bột ngọt rồi đó nha Phương pháp tiếp theo là phương pháp nó quen thuộc hơn nè, là phương pháp chân cất. Chân cất là dựa vào sự khác nhau của nhiệt độ sôi hơi khen. Phân biệt chưa? Lúc nãy chiết là dựa vào sự phân bố khác nhau trong các dung môi. Rồi vừa rồi đó là gì? Phương pháp kết tinh là dựa vào độ hòa tan, thay đổi khi thay đổi điều kiện hòa tan, đúng không? Còn bây giờ là phương pháp chân cất là dựa vào nhiệt độ sôi khác nhau. Nói quan trọng là phương pháp chân cất dựa vào sự khác nhau về nhiệt độ sôi của các chất trong hỗn hợp. Khi đông nóng thì cái chất nào mà nó dễ bay hơi nó sẽ bay hơi trước đúng không? Ví dụ như mình có trộn lẫn à uh, con etylic đi với lại là nước đi, đúng không? CH5OH với lại nước, một cái alcohol với lại là nước thì nó đều là dung môi phân cực hết, đúng không? Nó sẽ tan vào nhau, đúng không? Nó tạo được liên kết hydrogen với nhau, nó dính chùm nó tan thành một cái hỗn hợp không tách ra được bằng mắt thường, đúng không? Nhưng mà ở đây khi mà dùng nhiệt độ sôi thì thằng nước này là sôi ở 100 độ C. Nếu mình biết rồi, nước 100 độ C mới là nước sôi, đúng không? Còn thằng alcohol này tan nó sẽ sôi ở 78 độ C tức là người ta sẽ đun nóng lúc đầu hai cái này đều là 25 độ C nó không có gì hết không có thằng nào bay hơi hết nhưng mà người ta đun lên tới cỡ 70 mươi 78 độ C trước đun từ từ lên 78 độ C thì thằng này nó sẽ bay hơi trước nó chuyển từ chất lỏng thành dạng hơi nó bay ra trước đương nhiên là nước cũng có bay ra theo nhưng mà ít lắm một cái phần nhỏ mình không nói tới nào thì cái phần alcohol nó sẽ bay ra nhiều hơn bay trước tiên nữa chưa sau đó khi đến 99 độ C bắt đầu lên tới 100 độ C nước mới bay hơi tiếp được chưa lúc đó mình dựa vào cái thời gian tại cái thời điểm mà 78 độ C á, thì người ta sẽ cố gắng giữ nhiệt độ đó để cho cái alcohol nó bay ra nhiều nhất có thể để người ta lấy hàng đó được chưa còn cái thằng nước á, thì người ta đâu cần lấy nước nhiều mà thực ra chỉ cần bay phần lớn alcohol ra thôi thì người ta lấy được cái alcohol rồi được chưa nó là cái quá trình tách alcohol ra khỏi nước từ một cái dung dịch chứa cả hai được chưa sau khi bay hơi xong người ta sẽ dẫn qua một cái hệ thống làm lạnh Cụ thể là nó sẽ dẫn qua một cái bình làm lạnh nào đó, hoặc là một cái ống làm lạnh nào đó, nó có nước lạnh, nó, nó di chuyển xung quanh được chưa? Làm cho cái chất đá bay hơi này là nó chuyển trở lại thành chất lỏng. Đó là mình sẽ thu lại được cái chất alcohol này ha. Cái quá trình mà chuyển từ chất khí thành chất lỏng đó là quá trình ngưng tụ nha các em. Cái từ khóa ngưng tụ ở đây nữa nè. Rồi, bây giờ mình qua một cái hình ảnh cụ thể luôn nè. Ở đây thí dụ như mình có alcohol với lại nước trong đây đi ha. Ở đây mình sẽ để là kể cả nước và alcohol nằm trong này hết dưới này mình để là nguồn nhiệt nha các em đây là thực ra nó là cái đèn pu sen đó nhưng mà có thể thay bằng các cái loại cấp nhiệt khác ha có thể như là bếp đúng không đa số là bếp cho nó an toàn còn nếu mà dùng đèn cồn thì nó có lửa thì nó hơi không an toàn lắm đối với những cái hợp chất hữu cơ như vậy ha rồi nó sẽ bay hơi lên ha khi mà nguồn nhiệt đun nóng này lên nó sẽ bay hơi mình sẽ đun nhẹ nhẹ đun từ từ trước để nhiệt độ nó tăng từ 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 lên được chưa đến cái nhiệt độ ngưỡng người ta cần người ta sẽ giữ cố gắng giữ cái nhiệt độ đó được không ví dụ người ta cần bay hơi để thu này đi người ta sẽ canh nhiệt độ ở bằng cái nhiệt kế này nha các em đây là nhiệt kế nhiệt kế này sẽ đo cái hơi bay lên này được chưa các em thực ra cắm nhiệt kế chỗ này cũng chưa đúng lắm đâu phải kéo nhích cái nhiệt kế này lên một chút để cho cái cái chỗ mà cái đầu này nè cái đầu này nằm ở ngã ba này mới đúng nè được cái ngã ba này mới là cái chỗ mà người ta sẽ đo nhiệt độ thôi. nhưng mà thực ra cắm chỗ này cũng được nó nó không lệch lắm đâu được. rồi nhưng mà đúng hơn là phải cắm ngay đúng ngã ba nha cái, cái cái bình chỗ này nè gọi là bình cầu nhưng mà đây là bình cầu có nhánh nha các em bình cầu nhưng mà nó có cái phần nhánh rẽ ra nè được không bình cầu này là bình cầu có nhánh rồi đó thì người ta đung bay lên thì các cái chất nào mà gặp nhiệt nhiệt độ sôi thấp hơn nó sẽ bay hơi trước tiên chất nào nhiệt độ sôi cao hơn nó sẽ bay hơi sau cùng được chưa nó đi qua một cái bộ dụng cụ này ha bộ dụng cụ này được gọi là à, uh, đây gọi là cái cái bình mà để làm lạnh đó. cái phần cái khu vực này để làm lạnh người ta gọi là cái ống sinh hàng hoặc là ống hoàng lưu thôi okay. em chỗ này thì người ta dùng từ ống sinh hàng đúng hơn ống sinh hàng còn chừng nào mà nó lật ngược lên trên đó, cái ống này mà lật ngược lên trên nó có rút sắn hơn đó. thì để cho cái phần hơi bay lên nó quay ngược trở thành chất lỏng đó lúc đó gọi là ống hoàng lưu nó đúng hơn chỗ này thì mình nên gọi là ống sinh hàng ha rồi còn ở trong này nó sẽ là nước lạnh nè, cái phần bên ngoài nó bao phủ cái phần lõi bên trong nó là nước lạnh đó các em. Nước lạnh này nó sẽ được cấp liên tục tại vì một hồi nó sẽ nóng lên thôi đúng không? Cái hơi nóng bay qua này nó sẽ từ từ nó nóng nên nó sẽ dẫn nước lạnh vào ha. Đây là cái đầu nước vào nè. Còn đây là đầu nước ra nè nha các em. Nước vào nó sẽ vào từ bên dưới còn đi ra đi ra từ bên trên nha. Rồi, sau đó thì nó sẽ ngưng tụ lại ha. Chỗ này là hơi ngưng tụ nè. À, chỗ này là hơi nên thì dời cái này lên trên đây một chút hơi được ngưng tụ ha đó chỗ này là hơi được ngưng tụ thành chất lỏng rồi đúng không em đi qua phần lạnh nó sẽ ngưng tụ xuống bên dưới ha nguyên cái này gọi là nguyên cái này gọi là bình bình hứng thôi em bình hứng thực ra nó là một loại bình tam giác đó nhưng mà thực ra mình không có thể cần bình này cũng được chỉ cần là một cái bình hình trụ cũng được không nhất thiết phải là hình tam giác như vậy đúng không bình tam giác này người ta còn gọi là bình Erlen đó nhưng mà thôi mình sẽ không nói tới cái loại đó mình chỉ cần hiểu đó là cái bình để thu lấy cái chất lỏng thôi có thể thay một bình khác cũng được không nhất thiết phải là bình này đó còn như này là chất lỏng mà mình thu được rồi đúng không chất lỏng mà mình tách ra mình lấy được từ chất lỏng ban đầu được chưa chất lỏng này á nếu mà mình đun ở 78 độ C nha thì cái phần alcohol nó bay ra nhiều hơn nước cho nên trong này nè nó vẫn chứa C2H5OH và nước thôi được không nhưng mà lúc này C2H5OH cái phần trăm của nó sẽ nhiều hơn Thí dụ ban đầu là 50 50 đi thì nó bay qua đây nó được 90 10, được chưa game Cái quá trình như vậy là quá trình tách được nhiều chất hơn, đúng không? Tách được cái phần trăm của CH5OH ra nhiều hơn. Có thể người ta làm nhiều lần như vậy thì cái phần trăm nó cứ tăng lên từ từ. Rồi tăng từ 90% lên 95 lên 99%, được chưa? Người ta có thể chưng cất nhiều lần, được chưa? Rồi, cái quá trình như vậy gọi là quá trình chưng cất nha. Có thể thay đổi một số cái vị trí nào đó hoặc thay đổi cái cái dụng cụ nào đó nhưng mà bản chất vẫn là dùng nhiệt độ sôi dùng chênh lệch nhiệt độ sôi để tách các chất ra rồi mình vô cái ví dụ số 5 nè đúng hai chất đó luôn nhưng mà cái bộ dụng cụ nó sẽ khác đây là quá trình nấu rượu trong thủ công ha gồm các cái bước như sau ha gạo được nấu chín để nguội rắc men rượu lên lúc đầu nó sẽ nấu chín để nguội thành cơm mà nó cơm cháo gì đó tùy tỷ lệ nước thôi đúng không rắc men rượu lên trên trộn đều ủ kính trong 3 đến 5 ngày là trong này nha các em trong này nó sẽ có tinh bột nè đúng không? tinh bột là cơm đi mình nói cụ thể là cơm luôn đi gạo mà đang nói cơm mà có thể thay bằng các cái nguồn tinh bột khác như là uh, bắp hoặc là đường này kia được không nhưng mà chủ yếu là dùng cơm cho nó rẻ rồi thêm nước vào rồi, đầu tiên là có thêm men nữa đúng không cho lên men ha nó sẽ chuyển từ từ ha từ cơm á là từ tinh bột nó sẽ chuyển thành glucose nè rồi, glucose thì lúc đó thì glucose nó sẽ bắt đầu chuyển thành là alcohol thôi em, thành ethanol đó. đó rồi có cả nước trong này nữa thôi em nó từ tinh bột nó sẽ chuyển thành glucose nhờ các cái vi sinh vật trong đó ha rồi nó chuyển thành ethanol bắt đầu chuyển nhiều ethanol nồng độ ethanol nó cứ tăng dần từ từ trong này đến một cái ngưỡng mà người ta cần nào, người ta canh được là từ hai một đến 2 tuần đây là kinh nghiệm dân gian thôi ha rồi thu được hỗn hợp gồm nước ethanol và bã rượu à, Bả bã rượu này người ta còn dùng để làm cơm rượu đó bạn nào có ăn rồi ha đun nóng cái hỗn hợp trên khoảng 70 đến 80 độ C, đúng là cái nhiệt độ sôi của alcohol là nó là 78 độ C đúng không? Đung nóng như vậy để cho cái phần Ethanol nó bay hơi nhiều hơn là nước bay hơi Được chưa Nước ở 60-50 độ C nó cũng có bay hơi rồi Nhưng mà nó ít thôi Rồi cho 100 độ C nó mới bay hơi nhiều đúng không Còn đây mình đang nói tới là Ethanol nó sẽ bay hơi Ở 78 độ C Tức là nhiệt độ này nè Chủ yếu là Ethanol bay hơi qua Đó, Nó lúc đầu nó sẽ bay hơi từ từ qua đây nè đi qua đây Nó sẽ đi qua đây ha Nó lúc đầu nó vẫn là dạng hơi thôi nhưng mà cái thùng này nè một cái thùng nước lạnh cái thùng này nè nó sẽ làm cái thùng nước lạnh Ở bên ngoài nó sẽ xoay quanh nó có nhiều nước xung quanh bên ngoài ha nó làm cho cái hơi này nó sẽ chuyển xuống thành chất lỏng ha và có một cái vòi để người ta hứng đi ra ngoài được chưa em đó cái bình bên này gọi là cái bình làm lạnh nha các em người ta gọi là thùng nước lạnh đó chỗ này là thùng nước lạnh nè cái thùng nước lạnh này nó thay thế cho cái gì cái ống sinh hàng lúc vừa nãy đúng không được chưa chẳng qua là cái ống sinh hàng đó trong hữu cơ thì nó nhỏ đúng không trong quy trình công nghiệp thì nếu dùng cái đó thì biết bao giờ mới nấu rượu được đúng không nó lâu người ta dùng nguyên một cái thùng nước lạnh luôn cho nó nhanh được chưa? Bản chất thì cái công dụng nó cũng vẫn vậy nha, như cái hình dáng dụng cụ nó khác được chưa? Rồi ha, vậy là qua quá trình chưng cất thì tỷ lệ ethanol trong nước giảm dần hay tăng dần? Đó mà người ta đun nóng như vậy để nó bay hơi lên, tức là người ta dựa vào nhiệt độ sôi của ethanol nó bay hơi uh, trước của nước đúng không? Nhiệt độ sôi của ethanol nó thấp hơn nước, cho nên nó bay hơi trước. Vậy là đây chính là quá trình chưng cất. Đó. Quá trình chưng cất này thì tỷ lệ ethanol với nước nó sẽ giảm dần hay là tăng dần? lúc đầu bên này là có ethanol với nước bên này cũng vậy nha nhưng mà ethanol với nước ở bên mà đang nấu nó sẽ nhiều nước hơn qua bên kia thì chủ yếu ethanol bay hơn cho nên tỷ lệ nó sẽ tăng nha các em rồi các em điền vào đây qua quá trình chưng cấp thì tỷ lệ ha tỷ lệ ethanol trên nước tăng dần vì ở đây là nhiệt độ sôi của ethanol thấp hơn nước mình có thể viết cụ thể là bao nhiêu luôn đi cụ thể là 78 độ C thấp hơn nước là cả 100 độ C được chưa nên đung ở ở 70 cho đến 80 độ C thì ethanol bay hơi trước ha bay hơi nhiều hơn thì đừng nói trước tại vì cả hai cùng bay hơi mà đúng không rồi vai trò của thùng nước lạnh đó chính là làm lạnh đúng không chuyển cái chất uh, khí về chất lỏng đúng không là làm ngưng tụ đúng không vai trò của thùng nước lạnh là làm cho hơi ngưng tụ thành lỏng nha các em giúp ngưng tụ ha. giúp ngưng tụ hơi thành chất lỏng Rồi vậy là mình xong cái ví dụ số 5 nha. Quan trọng nhất của cái quá trình chiên cất là mình phải hiểu là dựa vào nhiệt độ sôi. Nhưng mà những cái chất là nhiệt độ sôi nó phải lệch nhau cỡ hơn 10 độ đó. Giống như 78 độ so với 100 độ này nó lệch nhau lớn rồi đúng không? Nó lệch nhau bao nhiêu? Nó lệch nhau 22 độ đúng không? Lớn đúng không? Còn thí dụ như một chất là 99 độ C bay hơi. Một chất 100 độ C bay hơi. Thì sao tách ra bằng phương pháp này được? Lúc đó phải dùng phương pháp khác thôi các em. Tại vì mình đung tới cỡ 90 độ C là hai thằng này cùng bay rồi đúng không? hoặc là đun làm sao mà canh được chín chính xác đúng không Giờ đây mình canh bằng nhiệt độ mà thực ra có máy để canh nhưng mà nó không hiệu quả nó tách ra thì cái thằng 99 độ bay hơi nhiều ừ, nó bay hơi trăm phần trăm đi thì thằng kia nó bay hơi cũng 95 phần trăm rồi đúng không cho nên nó sẽ không tách ra hiệu quả cho nên sẽ không không dùng phương pháp này ha đó đối với những chất mà nhiệt độ sôi nó không lệch nhau quá nhiều thì không được ít nhất là phải lệch nhau 10 độ ha mình mới bắt đầu sử dụng cái phương pháp chân cất được rồi nha còn nếu mà nhiệt độ sôi mà nó Uh, cao quá đi ví dụ mình cần đung tới cỡ trăm mấy chục độ c đi thì khó mà đung tới trăm mấy chục độ c rồi mà thậm chí nó còn nguy hiểm nữa thì lúc đó người ta sử dụng áp suất người ta làm cho áp suất nó giảm đi áp suất thấp đi thì lúc đó cái hơi nó sẽ bay hơi dễ hơn tức là một cái chất nhiệt độ sôi là 110 độ c đi đó là ở áp suất bình thường một áp nhưng mà khi mà người ta giảm áp suất xuống còn nửa áp phe thôi thì nó bay hơi dễ hơn tức là nó không phải đợi tới 110 độ c nó mới bay hơi mà nó cỡ 70-80 độ c nó đã bay rồi kiểu kiểu như vậy ha người ta thay đổi áp suất để làm giảm cái nhiệt độ sôi lúc đó nó sẽ bay hơi dễ dàng hơn đối với những chất là nhiệt độ sôi quá cao nha trên 100 độ c đi ha nếu trên 100 độ c các em cũng ghi chú đây nha nếu mà trên 100 độ c thì người ta sẽ sử dụng phương pháp chân cất cũng là chân cất thôi nhưng mà chân cất này lúc này có thêm áp suất thấp nữa ha chân cất áp suất thấp để nó bay hơi dễ dàng hơn người chưa? còn nếu mà quan trọng cái phương pháp này nữa là các cái chất á, các chất cần tách cần tách ít nhất phải lệch 10 độ C ha à, cần có cái nhiệt độ sôi nhiệt độ sôi viết tắt nha các em nhiệt độ sôi trên lệch ít nhất 10 độ C ha trên lệch lớn hơn hoặc bằng 10 độ C đó lưu ý cái này ha để mình làm bài tập thôi sẽ có những cái câu mà người ta cho thông tin người ta kêu mình chọn sử dụng phương pháp nào để tách chất ra đó nha rồi bây giờ mình vô cái phương pháp cuối cùng là phương pháp sắc ký ha các em đây là phương pháp lạ nè được sử dụng trong cái chương trình mới chứ chương trình cũ thì chưa có nói tới phương pháp này đây là một cái phần liên quan tới hóa phân tích của đại học đem xuống dưới cấp 3 nguyên tắc của phương pháp sắc ký là dựa vào khả năng tương tác thôi các em khả năng tương tác khác nhau của mỗi chất và cái khả năng hòa tan của mỗi chất vào trong dung môi nó có hai quá trình ở đây nha nhưng mà chủ yếu là do khả năng tương tác thôi rồi à, đây là một cái mô hình nha ở trong này nó là hỗn hợp của cả a và b trong này nó có chất a và chất b nằm hết trong này ha này ví dụ mình có trong này nó có chất a chất b một chất một thì để một màu ha chất a chất b cùng nằm ở đây rồi, thì dưới này nó là cái phần mà màu màu vàng vàng dưới này nè, nó chính là cái bề mặt vật liệu. Thì người ta thường sử dụng trong phòng thí nghiệm này hay dùng là silica, rồi, cái bột silica nó giống như cát rồi đó em, nó màu trắng. Ở đây chẳng qua là vẽ màu vàng để cho mình dễ hình dung thôi, rồi, chứ để màu trắng là hơi khó nhìn. Rồi sau đó người ta có thể thay bằng các cái loại bột khác, ví dụ như là Al2O3 hoặc là các cái vật liệu khác nó có những cái nhóm chức dính trên đó, nó khác nhau nha hoặc là người ta có thể sử dụng xe co 3 cũng được ngày xưa là người ta sử dụng xe co 3 đá vôi đó còn bây giờ người ta hiện đại hơn người ta sử dụng cái bột silica đó thì thành phần chính của nó là hợp chất của silica thôi rồi người ta sẽ cho cái chất ab vào đây thì chất ab nó sẽ tương tác với cái bề mặt và nó sẽ hòa tan vào trong cái dung môi luôn người ta sẽ đổ cái dung môi vào đây ha người ta sử dụng dung môi hữu cơ thường là dung môi hexan nha các mình cứ ví dụ là hexan đi hexan đó, nó sẽ đi xuống và nó hòa tan hai chất AB này đi theo được chưa các em? và AB này đi qua cái bề mặt vật liệu vàng vàng bên dưới thì AB sẽ tương tác với bề mặt vật liệu đó được chưa? đó thì uh, mình sẽ đi tiếp nè, cái chất mà hexa nó cứ bơm liên tục nha, nó sẽ đi xuống liên tục và nó chảy ra bên ngoài nè, ở đây cũng là hexa này nha các em, đây cũng chính là hexa Rồi lúc đầu nó chỉ có hexa đi ra thôi, thì hexa nó sẽ trôi tuột. nó không tương tác tới cái bề mặt vật liệu, nó đi ra luôn ha, rồi nó cứ đi liên tục như vậy và nó kéo theo chất AB thì các em nhìn thấy là a với b nó hơi hơi tách ra lẫn nhau rồi đúng không các em mà chưa tách hẳn nó còn dính dính một chút một hồi là ab tách hẳn nhau ra luôn ha đó a nó sẽ đi ra tách hẳn nhau thì mình nhìn thấy được trên mặt nếu mà hai chất này có màu nha thì mình sẽ nhìn thấy được hai cái vạch màu khác nhau trên cái bề mặt luôn cái đây là cái cột các okay? em trên bề mặt cột thì tách riêng ra mình nhìn thấy được hai cái vạch và chất a nó đi sẽ đi xuống trước cái chất b tại sao chất a lại đi xuống trước chất b thì đây nè thầy có viết ở đây nè bề mặt vật liệu nó sẽ tương tác với hỗn hợp rồi tương chất nào mà nó tương tác tốt chất nào tương tác tốt với pha tỉnh nó sẽ di chuyển di chuyển chậm hơn đúng không ab cùng đi qua và nó cùng bị cái chất đó nó hít nó, nó hút vào bên trong gọi là hấp phụ đó các em dính chất a vào rồi nó lại rớt chất a ra chất b cũng vậy ha, chất b nó cũng dính vào rồi rớt chất b ra nhưng mà cái chất a nó sẽ tương tác kém cho nên nó sẽ dính một hồi nó rất ra liền và chất b nó tương tác tốt cho nên nó dính rồi nó lâu lâu nó mới rớt ra dính một hồi lâu một chút nó mới rớt ra nó tương tác tốt dính với bề mặt hơn cho nên nó sẽ đi chậm hơn hiểu chưa các okay? em quan trọng cái này lắm nha b vì nó tương tác với bề mặt tốt cho nên nó sẽ bị giữ lại trên bề mặt lâu hơn còn a nó tương tác với bề mặt kém cho nên nó sẽ bị đẩy nó bị trôi tuột đi xuống dưới nhanh hơn cho nên vì vậy a nó đi ra trước chất b được chưa các okay? em sau này mình thấy chất nào đi ra trước thì chất đó nó sẽ là tương tác kém chất nào đi ra sau là do nó tương tác tốt với cái bề mặt vật liệu lưu ý cái đó nha ngược lại là thấy không chất nào mà nó hòa tan tốt chất nào hòa tan tốt tức là nó bị dung môi hòa tan nó kéo đi tốt hơn được không? ở đây thì chất a nó cũng sẽ tan tốt cho nên nó sẽ di chuyển nhanh hơn và nó rớt xuống bên dưới nó trôi ra bên ngoài trước chất b được chưa các em đó rồi pha tỉnh pha động ở đây là cái gì cái chất nào mà nó hòa tan tốt hơn nó sẽ di chuyển nhanh hơn trước tiên trước đi ha rồi pha tỉnh tức là cái phần đứng yên tỉnh tức là tỉnh lặng đứng yên tĩnh đó được không các em tức là cái phần mà chất rắn này nè cái phần vật liệu bề mặt vật liệu này nè chính là pha tỉnh nó đứng yên nó không hề di chuyển ha. Chẳng qua là những chất khác đi ngang qua nó thôi. Rồi, còn cái pha động ở đây chính là hexan ha các em, hexan nè, à. tức là cái dung môi người ta cứ bơm lên bơm xuống liên tục. Rồi cho các em. Cái dung môi như vậy là lúc mà nó đi xuống bên dưới này nè, nó đi qua nó kéo nó cứ đi liên tục. Người ta có thể dùng cái hexan khác người ta cứ châm đầy lên người nó đi xuống châm đầy nó nó nhỏ xuống liên tục như vậy ha. Thì đó, cái chất mà đi di chuyển thì đó là pha động ha, di chuyển chuyển động đó. Rồi, nhưng mà thực ra ở đây thì mình chỉ học về sắc ký cột thôi thì mình sẽ có cái mô hình như thế này thôi nhưng mà thật ra nó còn các cái loại khác như là sắc ký bản mỏng sắc ký giấy hoặc là sắc ký khí nữa ha đặc biệt là sắc ký khí nó sẽ phức tạp sau này lên đại học thì nếu mà các em học sâu về ngành hóa phân tích đó, thì các em sẽ gặp cái đó à, sắc ký khí là người ta sẽ thay vì dùng chất lỏng hay xa như vậy mà sẽ sử dụng một cái khí trơ thôi các em lúc đó khí trơ nó sẽ cũng đẩy các chất ab đi được cái bề mặt lúc đó nó cũng sẽ là một loại vật liệu dẫn ngang đó. nhưng mà người ta dẫn cái khí để kéo cái chất ab đi chứ ta không dùng chất lỏng nhưng mà vì chất khí như vậy người ta sử dụng cái khí trơ ha tại vì lúc đó nhiệt độ nó nóng lắm nếu mà khí nó không trơ là nó bắt đầu nó phản ứng liền với chất ab khí đó người ta sử dụng là có thể là khí hiếm argon hay gì đó thì không có trong chuyên ngành hóa phân tích nên thầy không hiểu sâu nhưng mà vẫn có thể sử dụng cái chất khí để đẩy được nha chứ không phải chất lỏng không rồi đó là pha động nha các em còn pha tĩnh đó chính là cái phần chất rắn rồi chưa bề mặt thôi rồi đó quan trọng là mình phải nhớ được phương pháp sắc ký này nè nó sử dụng để tách những cái chất mà có cái hàm lượng nhỏ nữa nè được cái chất đó nó phải có hàm lượng nhỏ thôi chứ nếu hàm lượng lớn tách cái này lâu lắm rồi. và nó khó tách ra khỏi nhau người ta mới dùng cách này cách này giống như là cách mạnh nhất rồi đó nó dùng để tách cái chất ra mà nó có cái tính chất dựa trên cái việc là nó tương tác với bề mặt Được chưa? rồi ha bây giờ là mình xong toàn bộ phần lý thuyết về cái bài tách và tinh chế hợp chất hữu cơ rồi đó cái bài tập về những cái phương pháp sắc ký này hoặc là những cái phương pháp sau thì mình sẽ vô phần luyện tập mình luyện tập thêm sau nha rồi mình kết thúc bài giảng ở đây